Ai tới trước thì thắng. Mấy bạn rõ chưa? Mấy bạn lên đây không được làm rất nhanh nha. Rất nhanh là mấy chị bắt mấy bạn về lại từ đầu á. Rồi sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Không được dùng tay, không được dùng tay nha. Rồi từ từ, cẩn thận nha. Cẩn thận. Rồi rớt quay lại làm từ đầu. Nhờ mấy anh chị phát quà với lại với Khánh nha. Cảm ơn đi Khánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.